Theo tôi được biết, hiện tại thì cô đang thay thế vị trí giám đốc của Lâm. Cô rất được gia đình họ tin tưởng và cũng được biết đến như là một đứa con nuôi của ông Minh. Được chia cổ phần và đến phân nửa tài sản của ông. Vậy thì lý do gì cô muốn hợp tác với tôi để cùng phá hủy Đại Dương? Tôi hiểu sự hoài nghi của ông. Có lẽ ông đang nghĩ là tôi đang dẫn dụ ông vào một cái bẫy nào đó. Ông có thể không tin tôi. Nhưng mà bà xã của ông thì sao? Ông không tin bà xã ông à? Tất nhiên là tôi tin bà xã của tôi rồi. Nhưng người tôi chưa tin đó là cô đó. Ông đúng là thẳng thắn. Vậy tôi nói cho ông biết lý do tại sao tôi muốn phá hủy Đại Dương. Có ba lý do. Thứ nhất, con người mà, ai mà không có lòng tham? Dù tôi có nhiều tiền thì sao? Ai mà lại không muốn mình giàu lại càng giàu thêm? Thứ hai, gia đình họ không đối xử với tôi tốt như bề ngoài mọi người đã nhìn. Vậy thì việc gì tôi phải đối xử tốt với họ? Và thứ ba, đây cũng là một điều quan trọng nhất. Cô Thi, vợ anh Lâm vẫn còn sống. Có lẽ sắp tới vợ chồng họ sẽ ly hôn. Lúc đó Đại Dương sẽ có nhiều biến động. Vì anh Lâm đã dùng toàn bộ tài sản của cổ để đầu tư vào Đại Dương và chiếm hết 40% cổ phần hiện tại. Cho nên tôi phải đi trước một bước chứ. Thì con bà Thủy sao? Không phải là đã chết rồi sao? Cô chính là Vân Anh, vợ hiện tại của anh Lâm. Chuyện này em cũng mới biết gần đây từ cô Linh. Khá là ly kỳ và bất ngờ. Em sẽ kể cho anh nghe sau. Hiện tại cô Thi đang tiến hành các thủ tục pháp lý nên chưa có công bố chính thức. Không ngờ con mụ Thủy đó cuối cùng cũng có hậu nhân. Em cũng không ngờ. Con gái nhờ phước cha mà cô Thi đó lại có nhiều phước đức tới như vậy. Thôi, mình trở lại việc hợp tác đi anh. Em cũng đã trao đổi với cô Linh rồi. Cổ thật lòng muốn hợp tác với anh, muốn sang nhượng tất cả những dự án quan trọng của Đại Dương với giá thấp. Tất nhiên chỉ là bề ngoài để che mắt mọi người. Còn phần trăm chênh lệch là thỏa thuận để đôi bên cùng có lợi. Được, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tôi nghe. Chào chị Thi. Tôi muốn hẹn chị ngày mai 9 giờ ở công ty Đại Dương. Tôi muốn trao đổi với chị một số chuyện. Có chuyện gì á, cô cứ nói thẳng ra đi. Chuyện này liên quan tới anh Lâm. Chị muốn đến hay không thì tùy chị. Vậy đi. Cổ hẹn mình ở Đại Dương thì chắc chắn không phải là cài bẫy ám hại mình. Mời vào. Căng thẳng dữ vậy? Cô ngồi đi. Vào thẳng vấn đề đi. Ok. Tôi muốn cô ly hôn với anh Lâm. Vì sau khi cô hoàn tất các thủ tục nhân thân thì trên pháp lý hai người vẫn còn là vợ chồng.
Nhưng mà cô thấy rồi đó, anh Lâm và cả gia đình anh Lâm đâu có ai chấp nhận cô. Chuyện của tôi và anh Lâm không liên quan gì tới cô. Ly hôn hay là không á, thì cũng là do chúng tôi quyết định. Thật vậy sao? Vậy thì tôi sẽ chờ coi. Nhưng mà sớm muộn gì anh Lâm cũng sẽ ly hôn cô mà đến với tôi. Nếu như cô không đồng ý, cô có thể về. Tôi và cô đâu có gì để nói nữa. Tôi nghĩ là cô nên biết quý trọng thời gian của người khác, và không nên gặp nhau bởi những chuyện vô bổ như thế này. Đơn giản như vậy sao? Báo chí đã làm rùm beng, chắc chắn là bên sở xây dựng sẽ cử đoàn thanh tra để đánh giá chất lượng công trình. Cậu Sơn, dự án này là do cậu phụ trách. Trước giờ cậu làm việc rất là cẩn thận mà, sao lại vậy? Là do tôi bận quá nhiều việc nên chủ quan tin tưởng vào nhân viên của mình. Họ đã không tiên lượng đề phòng, nước ngầm và bùn từ bên ngoài chảy vào. Vì chuyện này tôi xin nhận trách nhiệm. Chú Bằng à, trước mắt tôi nghĩ chúng ta nên tìm phương án khắc phục trước cái đã. Anh Sơn, nếu như bây giờ anh nhận lãnh trách nhiệm, anh hãy tìm cách mà giải quyết đi. Còn quyết định kỷ luật dành cho anh, tôi sẽ xem xét theo kết quả cuối cùng. Ừ, tôi biết rồi. Còn việc hôm nay tôi muốn thông báo với tất cả mọi người là một thông tin rất quan trọng. Đó là Đại Dương cần tìm đối tác để sang nhượng 3 dự án lớn ở trung tâm thương mại Shenhouse, New Style và Riverside. Cô Linh à, mọi chuyện đang tiến hành thuận lợi, tài chính của Đại Dương thì đang ổn định, tại sao lại phải sang nhượng chứ? Có một việc chắc mọi người ở đây cũng biết rõ, là gần 2 năm trước anh Lâm đã dùng toàn bộ tài sản của vợ quá cố của mình là cô Quỳnh Uyên Thi để góp vốn vào Đại Dương. Và hiện tại cô Thi đó vẫn còn sống. Cái gì? Chị Thi còn sống hả? Phải. Cô Thi đó đã phẫu thuật thẩm mỹ, và người đó chính là Vân Anh. Cô đang nói chuyện quan đường gì vậy? Chú Bằng, thật ra chuyện này có rất nhiều ẩn khúc liên quan tới mâu thuẫn của vợ chồng anh Lâm. Bởi vì vậy mà bây giờ anh Lâm ảnh mới suy sụp, ảnh đổ bệnh, ảnh không thể nào tới công ty làm việc được. Hiện tại cô Thi đó đang tiến hành thủ tục pháp lý để lấy lại thân phận. Sớm muộn gì mọi người ở đây cũng sẽ rõ thôi. Nhưng mà việc trước mắt ở đây cần quan tâm là cô Quỳnh Uyên Thi muốn gặp tôi và yêu cầu tôi hoàn trả lại số tài sản kia. Chắc mọi người ở đây cũng thấy, lúc sáng nay cô Vân Anh có tới đây gặp tôi đúng không? Đúng, tôi có gặp chị ấy. Dạ, chị Thi có đến nói chuyện với sếp Linh về vấn đề tài sản và gia hạn trong vòng 2 tuần phải giải quyết xong. Chú Bằng, mọi người, gia đình anh Lâm đã ủy quyền cho tôi, tôi có thể xử lý toàn bộ mọi chuyện ở Đại Dương. Bây giờ tôi phải tiến hành sang nhượng tất cả các dự án của công ty. Chỉ có như vậy thì mới có thể có tiền hoàn trả lại cho cô Thi. Sao lại rắc rối dữ vậy chứ? Nếu như sang nhượng đột ngột á, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Đại Dương, chưa kể là đến đối tác. Rồi mọi người sẽ hoang mang nghĩ là mình đang gặp rắc rối về tài chính. Chú Bằng nói đúng đó, chuyện này sẽ làm tổn thất rất nhiều cho Đại Dương. Giám đốc Linh à, tôi nghĩ là cô nên xem xét lại đi. Vậy mọi người ở đây có ai có ý kiến nào tốt hơn không? Có ai có cách nào cho tôi có tiền trả lại cho cô Thi hay không? Nếu như bây giờ tôi không bán các dự án đó thì chúng ta lấy tiền ở đâu ra mà trả cho cổ? Hiện giờ cô Thi đang làm đúng nguyên tắc, chúng ta không thể nào khiếu nại hay kiện cáo gì cổ được. Còn người liên quan trực tiếp là anh Lâm. Mọi người biết rõ tình trạng của ảnh bây giờ rồi đó. Thật ra bây giờ tôi hết cách đành phải ra quyết định này. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình. Tôi sẽ cố gắng tìm đối tác để thu mua với giá tốt nhất, không gây ảnh hưởng tới Đại Dương. Còn tất cả những vấn đề phát sinh về sau, tôi sẽ suy nghĩ tìm cách để giải quyết. Đành phải chấp nhận như vậy thôi, chứ biết làm sao bây giờ.